Mấy con rời mấy con rời mấy con rời độc mong mình ôm con rời. Em đi mới là con rời. Anh em gì các con rời. Chỉ mong mình chán mấy con rời. Mấy con rời chỉ mong mình chán mình áo thế mấy con rời. Có tính nhầm cho mình không? Đâu nhỉ? Ok em nhá. Chào Hùng Bơ nhá. Đất chót đang đợi yêu em rồi. Có cái gì ở Hùng ơi? Có gì không anh, có cái gì? Mẹ đang đợi mày đây, có cái gì? Đất chót đang đợi yêu em rồi. Đêm đêm như gã du ca buồn. Chỉ thích ăn thịt thế mới đã cho ta lỡ yêu em rồi. Anh em xem Đặng Thái TV nó quay chưa? Nó vứt vứt anh em nhìn thấy nó vứt chưa? Đã cho ta lỡ. À, thằng nào ký chuyển nhá, quên lắm, tôi không để ý đâu. Củ cải trắng anh em ạ. Tự làm mà ăn Hùng ạ. Bà Bơ ạ. Tự làm mà ăn. Tự làm ăn ông Ba Bơ ạ. Cháu Giang Ngọc Cường nhá. Chứng tỏ là mình bao năm mình đầu bếp, giờ mình làm đầu bếp thì nó đẳng cấp luôn anh em hiểu chưa? Một củ cải đã xong.
Vâng, bà ơi. Bí này ở trong này đắt lắm anh em. Độc quả bí này mà ở quê xin được mà đây toàn mấy chục ngàn đấy anh em ạ. Đã cho đã lỡ yêu em rồi. Thành Long gì đây? Vĩnh Khang không à? Thành Long nó trả như thằng Hùng Huy Ma Bơ tặng thằng Thành Long. Nó trả cái giá cao thế thì tặng thằng Thành Long. Mua bán thì toàn anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Thế mà để lộc mà lội chợ mà làm thì đã chót đã lỡ yêu em rồi xong. Đêm đêm như gã du ca buồn. Cuộc sống có mới ai là thân, ai là anh em. Mở miệng anh em, mồm nói dăm ba thằng em. Kệ đi à, à Thanh Long ơi, em cứ thằng Huy Hùng nó có nhiều ấy, em gạ nó đi, em mua đi anh em mình chung một lửa mà, có gì mà em mua đi của thằng em mua đi của cái thằng Huy Hùng Ba Bơ anh chung em cứ ý kiến ý cò thì em mua đi của Hùng Ba Bơ đi anh chung em, Hùng Ba Bơ nó tắc đấy. Nại đẳng cấp à bố nó. Cuộc sống có mấy ai là anh em. Anh em gì đâu. Giúp đời nhiều mà đời chơi không đẹp, hiểu không? Đời chơi không đẹp lắm. Chào Tiến Tú nhá. Đời chơi không đẹp lắm. Nhưng mà thôi. Ờ em ấy đi, em ấy của nó đi. Nó bảo ấy cho anh bảo để Thành Long anh chung mà em dai. Em mạnh lên anh bảo thế mà chú lại cứ thắc mắc cái gì. Huy Hùng Ba Bơ ấy đi. Dẹp vơi đi cho Thành Long nó rồi đâu. Cuộc sống bon chen giúp anh kiên cường hơn. Anh em bây giờ mâm bọn này là không ăn bằng mâm mà một mình nó vẫn phải lấu để chiến đấu. Cái mâm cơm đâu nhỉ, bọn này không ăn bằng mâm hay sao nhỉ, bọn này ăn không ăn bằng mâm hay sao. Cuộc đời mưu sinh. Chào Lưu Tuấn Anh nhá, nhà mấy thằng đệ nó ăn nó không ăn mâm anh em ạ. Mình nó ăn sang chảnh, nó chơi toàn bằng không chơi bằng mâm. Chân anh sang con rồng xanh, giữa anh chân anh xăm con kỳ lân. Sau lưng anh còn xăm làng tiên cá đang sống cơ chuồng. Thì vào làm đen rô thì tối này phải đớp chứ em. Làm đen rô mà tối này không đớp thì để ăn gì em. Làm thì cũng phải ăn chứ. Mình làm mình không ăn thì ai nó cho em ăn em. Ai nó cho em ăn em ơi. Mình ngồi tựa vai, ngồi sát năm chân thằng em. Thịt đấy. Ok anh Vũ ơi, làm gì chả làm được. Thịt người lúc đương thời mà thịt người lúc đương thời một mình em còn chém 7-8 thằng còn gục hết được thì cũng chi là bây giờ thời bình rồi anh. Thời đỉnh cao một mình em còn chém 7-8 thằng. À thì giờ tối này thì trở về vườn ăn cơm thì quay thì vườn em.
mình ngồi tựa vai. Đây phải nấu cơm phải đớp chứ lại quay gì lang em. Hả em ơi, tối này một mình quay gì lan hả em? Chân anh xăm làm tiên ca đang tắm cơi chuồng chờ quang diễn nhá. Làm nấu làm tí canh để tí nữa ăn nước canh luôn. Nên lửa nấu ăn thì nó là hoa củ quả đấy anh em ạ. Hoa củ quả, củ cải trắng anh em ơi, sở trường củ cải trắng. Chân anh xăm 500 đạt em, giữa những chân anh xăm hai con kỳ lân. Đó, nhanh không cả nhà nhìn thấy nhanh không? Bí bổ phát là ok ngay anh em hiểu chưa? Đơn giản mà anh em hiểu chưa? Đơn giản mà anh em hiểu chưa? Cắt luôn đây, luộc chén luôn. Bí bao tử đây đáng ăn sống được nhưng mà mình cứ lấu qua. Được ăn rau thôi. Mình ngồi tựa vai làm khói trên ly rượu cay. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Đấy, nhanh mà tê luôn. Chào Thượng Tuấn nhá. Ăn này không ăn thì ăn gì? Ăn các cái đồ linh tinh bằng gì? Tiền này chưa kiếm được thì mai này kia sẽ kiếm anh em hiểu chưa? Không nên vội. Đâu vào đó hết. Các tình yêu hiểu chưa? Rồi. Thịt thà rồi. Thôi. Một mình nhá lần này thịt là được rồi anh em hiểu chưa? Ôi giời. Một mình gọi là một mình chán lần này thịt thì là được rồi. Mình hốc vào đây thì là đắc bộ cuộc tình rồi anh em hiểu chưa? Cho thêm một hai miếng nữa, bữa tối này cần phải ăn lắm. Còn để ra thùng rác. Mình ngồi tự vai nơi quất ra theo trên ly rượu cay. Chả thế còn gì nữa anh, đẳng cấp luôn, đẳng cấp mới vào bếp cho anh Vũ ơi. Em ơi em như con mà kỳ lân, dưới chân anh xăm hai con mà rồng xanh. Sau lưng anh còn xăm làng tiếng cá đang tắm ở chuồng. Nãy giờ mới để có 1.000. Để 2.000 chạy cho nó to lửa anh em hiểu chưa? Chưa thấy cái mâm các đệ nó để đâu. Một mình này lâu lắm rồi, chưa rồi phải nấu cơm đâu anh em ạ. Từ ngày mà kể cả nói thật luôn, kể cả ngày xưa đi lính 4 phát rồi thì từ các mặt trận luôn này, còn các đệ nó nấu cơm cho mình mới năm nay mà vào bếp nhanh phết đấy. Làm tí thịt bò này đẹp nhỉ. Bò Kobe. Rồi lửa lên. Anh em thấy chưa? Lấu gì cho bạn nửa cân mình chính thế. Đâu mà nửa cân bạn yêu? Nó lâu ra thế chứ nửa cân ở đâu? Đấy đâu mà nửa cân bạn yêu? Bạn yêu nói thế tội quân giải phóng chết.
Sống lưng anh còn xăm làng tiếng cá đang tắm ở chuồng. Đỉnh cao. Đỉnh cao luôn anh em. Bạn nói như hớ cần mình chính thì chết dở. Sáu lưng anh còn xăm làm tiếng ca đang nồi lửa lên. Tranh thủ thời gian bóc mấy quả trứng. Là thịt kho trứng. Thịt kho trứng anh em. Anh em gì đâu giờ toàn chơi xấu nhau. Mình ngồi tựa vai cho hơi nhiều mỡ hay sao. Trứng anh em. Chào Trung Kiên nhá. Trứng chim cút. À, để làm hai quả trứng trơn nhỉ. Làm hai quả trứng trơn chén luôn nhỉ. Em chưa anh ạ. Em còn đi cày đấy anh ạ. Anh Thục ạ. Em còn đi cuốc là anh có cuốc chung không anh Thục ơi? Anh có cuốc chung không để anh em mình cuốc anh Thục ơi? Anh Thục có cuốc chung không? Đang cho Dũng đại ca cuốc chung đây. Anh có cuốc chung không anh Thục? Mình ngồi tựa vai kề sát hai bên 500 đàn em. Bọc mấy quả trứng. Ủa hơi bị vỡ. Anh vào. Phải tự. Ok anh mà anh có cuốc không thôi anh Thục ơi. Anh biết tính em rồi, riêng anh em nhà mình thì lúc nào cũng lét căng. Không bao giờ có lý do anh Thục ạ. Mẹ nó lổ to thế. Lổ rất cao hình như này. Lổ to thế. Anh có cuốc không để chiến tuyến anh Thục ơi. Anh nãy nguồn. Nhẹ đúng bắn. Phải được diễn ra đúng không? Đúng. Cởi ra chúng ta. Mình ngồi tựa vai lời cuối tớ xong bọn bếp ra nên nó gọn sạch đi đã.
nắp vào. Làm sao phải ngăn nắp vào không? Ui, thơm thế nhỉ. Nhẹ tay anh em không bắn. Đây, nhiều mỡ quá nhỉ. Nhớ tí này cái bát con là đảo. Mai ăn cái loại mì xào ta lại lấy cái mỡ này mà ta cởi vào. Ok Tuấn Phương à. Cho cái mỡ này ra. Cho cái mỡ này ra mai. Mẹ cái thịt này ra nó mỡ thế nhỉ. Đỡ phải mua dầu rán. Biết nó chảy mỡ ra này mai. Cái thằng đệ nó thích ăn mì tôm xào thì ta lại lấy cái mỡ này nó vừa thơm ra xào cho các đệ ăn. Nhiều thế mỡ già kinh không? Ừ. Ừ, đấy. Ngon này. Con bọn vào đây. Ừ. Ôi thì béo nó cháy cái gì đó. Nó vẫn dính mỡ. Dính mỡ. Trong điện này nó dính mỡ được. Dính mỡ này. Sài Gòn. Mỗi tội là mình không biết ăn hành nên không cho hành vào cho thơm. Mình biết ăn hành nên cho hành. Trứng kho thịt anh em ạ. Chiều buồn duyên lắm. Làm hết bao nhiêu anh em người thân. OCP. Thơm lừng. Bia 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 bia.
mình ngồi tựa vai. Còn hết 500 đàn em. Quá ngon. Dưới mắt các anh xăm chúng tàu. Xin vẽ xăm đôi kỷ lân. Dưới chân anh xăm hai con kỷ lân. Đá nhạ. Sống lưng anh còn sang nhà tiếp thân. Đáng tắm lâu chùa. À không phải cửa sổ tình yêu không khéo đâu em ơi, mà cái cuộn anh nó mốt thế đấy em ơi, cái cuộn anh nó mốt thế đấy, cái cuộn cúc anh nó mốt thế. Nó bán đắt hơn chỉ vì cái cuộn nó thế này thôi đấy, cái cuộn nó thế này chỉ vì cái cuộn cái cúc này này, mấy lớp này, đấy, cuộn nó thế. Mình ngồi tương quan, ngàn khó trên cao ta lý cánh. Lời cuối ta trao trên ly rượu cay, mãi đêm môi ước cạn xa rồi. Mời anh em. Chào anh Vinh Phạm nhá. Cần tải nhiều, không biết tải được nhiều chưa? Thế thôi. Nhũn rồi không phải là nhiều anh em nhỉ? Mấy nay anh còn sang em làm con cá đang tắm ở chuồng. Dễ mất cá anh xăm chứa tàu. Buồn gì nhau, cuộc sống sẽ cho ta bao niềm đau. Em ơi em ơi em ơi em ơi em ơi em mà. Em gì ơi.
em ơi em gì ơi, em ơi em gì ơi, em gì ơi ơi, em ơi em gì. Chào anh Đức nhá. Ui dồi ôi, nhiều cơm đây, ăn một tuần à, chết dở. Một mình đeo cơm cho hay lở thế nhỉ, gạo cho hay lở thật đấy. Cắm có một bát rưỡi mà gần lửa xong cơm này, chết dở rồi. Để ăn mấy ngày đỡ phải cơm. Mình ngồi tựa vai làn gối ta cho trên ly rượu cay. Chào anh Đức nhá. Làn chiếc cá đang tắm. Mời anh em lên nhà. Lên nhà. Lên nhạc. Quạt đâu nhỉ? Bởi vì quạt đấy. Hết nước chấm luôn. Mời anh em nhá. Vỏ chân gà ăn xế út. Vỏ chân gà đu ba này ngon luôn anh em này. Mời anh em. Được. Bia đây. Lên nhạc. Tương ớt đâu? Cái bát con chấm tương ớt. Phần nấu bếp tắt, giờ phải chuyển sang phần ăn.